Đúng thiệt là chỉ có trong trái tim của người mẹ thì đứa con của mình luôn luôn lúc nào cũng bé bỏng và thánh thiện thôi. Dì Tư cũng như mẹ ảnh, cho nên nghĩ về ảnh như vậy chắc cũng là lẽ thường tình. Cô thấy Đăng Duy không có tốt chỗ nào? Quá trời chỗ không tốt luôn. Để con thử phân tích cho dì Tư nghe nha, để cô coi đúng không nha. Đầu tiên con thấy ảnh là một kẻ rất là ích kỷ. Ngoài bản thân mình ra, ảnh không có nghĩ tới ai khác hết. À không, có một người anh ta rất là quan tâm, đó chính là Mỹ Ngọc. Ngoài ra, ảnh có thèm đối hoài gì tới ai đâu. Chưa có hết đâu nha, ảnh còn là một kẻ vừa vô tâm nè, vừa hách dịch nè, coi thường những người ở tầng lớp dưới hơn mình nè, ăn nói thì cọc cằn, thô lỗ. Trời cho một cái vẻ bề ngoài ưa nhìn, mà cứ suốt ngày á không có lạnh lùng thì cũng quạo gọi với người khác. Còn thấy như vậy là có tội với trời đất á nghe gì. Còn nữa nha, đối với anh Đăng Duy hay gì, anh còn... Mà thôi, cái xấu của anh đếm hết 10 đầu ngón tay của con cũng chưa hết luôn á. Con không biết trái tim của ảnh tốt ở chỗ nào nữa, không biết là cấu tạo bằng đồng hay là inox nữa. Thanh Vân, cô đúng là trẻ người non dạ, có cái nhìn rất là nông cạn. Ý gì Tư nói là con nói sai cho ảnh đó hả? Chứ sao, trước đây cô với Đăng Duy có hiểu lầm gì với nhau tôi không biết, khiến cho cô có thành kiến với nó sâu sắc như vậy. Nhưng thật ra Đăng Duy là một chàng trai rất là tốt bụng và ấm áp, cô biết không? Ấm áp hả gì? Dì nói anh ta ấm áp chỗ nào con không biết luôn á. Hồi con mới tới đây nè, ngày đầu tiên thôi mà con đụng phải một tảng băng to đùng như vậy nè. Ấm áp ở đâu ra chứ? Thanh Vân, tảng băng mà cô nói á là bao gồm cả tôi trong đó, đúng không? Trời ơi dì ơi, con nào có dám hả dì? Thôi con biết người lớn tuổi như dì Tư á thường hay lo nghĩ xa lắm, con không có dám giận dì Tư đâu. Con nói thiệt á dì Tư, con chỉ nói ảnh thôi hả dì? Dì mệt mỏi. Cảm ơn hai cậu, nhờ có hai cậu mà tôi có một bữa tối thật vui vẻ. Tôi mong sẽ sớm gặp lại hai cậu. Chào chị. Chào chị. Chào cậu. Chào chị. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Ngủ ngon. Anh có lòng tin sẽ nhận được sự đầu tư của bà Thoa không? Tất nhiên là tôi phải có lòng tin thì tôi mới cất cổng tới đây chứ. Nhưng có vẻ như anh không mấy tin tưởng vào bản thân của mình. Ai nói với anh điều đó? Chính anh đã nói lên điều đó. Nếu đã có lòng tin vào nội lực và tiềm năng vững chãi của công ty thì sao anh còn phải cầu kỳ trao chuốt như vậy? Anh cũng không thua kém gì tôi đâu. Chúc may mắn. Chào. Để rồi xem kết quả cuối cùng ai thắng mới là quan trọng. Sao ông thấy mấy bức ảnh của thằng Khởi chụp thế nào? Đẹp, rất nghệ thuật. Các báo ảnh trong và ngoài nước đều tranh giành mua ảnh của nó. Vậy mà có những bức ảnh người ta trả giá rất cao nhưng mà nó không chịu bán. Thiệt tình tôi không hiểu nổi nó luôn. Những người có thực tài thường không có bình thường giống như tụi mình đâu. Đúng ha. Hồi trước nghe nói là mẹ của ông ít khi nào đem tranh của mình vẽ ra bán lắm. À, chuyện tôi nhờ ông thế nào rồi? Tôi thấy Khánh Hà không có bê tha như là ông nghĩ đâu. Chắc cái hôm ông gặp Khánh Hà đang gặp chuyện gì buồn phiền đó, cho nên uống say.
tới nỗi không kiểm soát được bản thân của mình. Rất may là tôi không yên tâm cho nên hôm đó đã đi theo Khánh Hà. Nếu không thì không biết hậu quả sẽ ra sao đây. Ông trách sai tôi rồi. Mấy hôm nay tôi thấy Khánh Hà gặp một người con trai trạc tuổi. Hình như là hai người họ từng là bạn học. Cậu ta làm nghề gì? Bản thân và gia đình ra sao? Ông làm như là công an điều tra tội phạm vậy đó. Tôi nói cho ông biết, tôi đã tìm hiểu kỹ rồi. Tôi thấy cậu ta cũng đàng hoàng lắm. Ông tìm hiểu kỹ hơn về cậu ta giúp tôi nha. Bây giờ Khánh Hà một thân một mình ở đây, tôi thấy mình phải có trách nhiệm thay Khánh Băng quan tâm tới cổ. Khánh Hà luôn tỏ ra mạnh mẽ dứt khoát, nhưng mà thực ra cổ rất ngây thơ và nông nổi. Từ nhỏ luôn được cha mẹ và chị gái bao bọc, nhưng cạm bẫy của cuộc đời này Khánh Hà không lường trước được đâu. Vậy là tôi có nên dẹp bỏ công ty phần mềm của tôi để mở văn phòng thám tử không đây? Tôi đã nhiều lần mời ông về làm cho phát đạt mà ông có thèm nhận lời đâu. Tôi thích làm chủ hơn là làm lính của ông. Nhưng mà bây giờ rốt cuộc tôi cũng phải nghe theo chỉ thị của ông. Tôi không biết là kiếp trước á tôi có nợ nần gì ông không nữa. Thì coi như kiếp này tôi nợ ông đi được chưa? Nè, ông mất nợ nhất định phải trả tôi nghe chưa? Được rồi, trả, nhất định trả. Ba, bốn, một, hai, hai, ba, ba, bốn, bốn, một, một, hai, hai, ba, ba, bốn, bốn. Đúng rồi. Rồi, một nè. Ê, chân bên này nữa nè. Dạ. Một, hai nè, ba nè, bốn, năm. Lại đi chị, lại đi. Hai, hai. Hai, ba. Một, hai, ba nè, bốn nè, một. Sao chị nói vậy? Chết chị rồi, là chị mình sai rồi. Mình táo cái okay. Nha. Rồi lại nha. Hai, ba, một, hai, hai ba, ba, bốn, bốn năm. Năm. Chị sao không đếm tiếp? Sao rồi, lại. Sáu, bảy, bảy, tám nè. Em phải chú ý cái đầu của em nữa. Khi mà em nhảy qua trái thì cái đầu em phải nhìn qua phải nha. Nhưng mà còn cái vai của em á, cái vai của em nè, là mình phải để yên nguyên. Rồi cái đầu mình nó phải thẳng. Tôi muốn mời cậu ăn sáng. Cậu có thời gian dành cho tôi chứ? Trái thì nhìn bên phải nè, còn bên phải thì mình nhìn bên trái. Cậu đẹp trai, phong độ như vậy là đạt tiêu chuẩn chọn làm đối tác của bà Thoa rồi. Cậu phải cố gắng tranh thủ chiếm lấy lòng tin của bà ấy. Số tiền bà ấy muốn đầu tư vào không nhỏ một chút nào. Cậu phải dứt khoát, không được để nó lọt vào tay Phát Đạt. Dạ, cháu sẽ cố gắng. Đừng thụ động ngồi chờ. Cậu phải chủ động mới dễ có cơ hội chiến thắng. Dạ. Bà ta vẫn không liên lạc với mình sao? Cậu ta sao có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của mình được? Thoa. Chào cậu. Chào chị. Buổi sáng tốt lành. Cảm ơn cậu. Mời cậu ngồi. Dạ. Ẩm thực ở resort này cũng có tiếng lắm. Tôi không thích ra ngoài nên mời cậu dùng bữa sáng ở đây nha. Cậu có thấy bất tiện không? Dạ không đâu. Thỉnh thoảng thay đổi môi trường cũng thú vị lắm mà. Đúng vậy. Đó là lý do tại sao tôi thích làm việc với người trẻ tuổi. Tuổi trẻ phóng khoáng, không độc đoán giống như ông già.
Để tôi gọi thức ăn. Mình vừa ăn vừa nói chuyện ở đây nha. Dạ. Alo, anh nghe. Anh hả? Anh, em nhớ anh quá hả? Rồi anh có chuyện gì không? Không có chuyện gì hết á. Chỉ là mấy ngày hôm nay không gặp anh luôn rồi. Ôi, em nhớ anh muốn chết luôn á. Thôi mà, anh đã nói với em rồi. Ráng chờ thêm một thời gian nữa đi. Anh, tối nay mình gặp nhau có được không? Em có rất là nhiều chuyện muốn nói với anh á. Tối gặp. Được thiệt luôn hả? Vậy thì hay quá. Yeah. Vậy nha anh, tối nay mình gặp ha. Trước giờ tôi không có quen làm ăn. Bây giờ tôi muốn thử thời vận, cho nên tôi quyết định đầu tư vào một trong những công ty đình đám nhất tại Việt Nam. Tôi đã tìm hiểu sơ bộ và chọn ra hai nơi. Đó là công ty Phát Đạt và Thành Công, để mà so sánh. Dạ, tôi sẽ gửi những tài liệu cần thiết đến để chị tìm hiểu thêm về Phát Đạt. Nếu như chị tin tưởng đầu tư vào Phát Đạt, tôi nhất định sẽ không để chị phải thất vọng đâu. Mời cậu tới dùng bữa sáng với tôi. Chắc cậu cũng biết tôi đã hơi nghiêng về phía Phát Đạt. Tuy nhiên cũng còn tùy vào thái độ hợp tác của cậu. Chắc cậu cũng biết hiện nay có rất nhiều công ty đang săn đón tôi, đặc biệt là chàng giám đốc đẹp trai của Thành Công. Dạ, tôi biết. Hợp tác với tôi, cậu chỉ toàn được lợi, đúng không? Xin phép chị, tôi chợt nhớ có cuộc họp ở công ty, cho nên tôi phải về liền. Xem ra cậu không muốn hợp tác với tôi rồi. Phát Đạt luôn mong muốn được hợp tác với chị. Hiện nay ở lĩnh vực này, chọn đầu tư vào Phát Đạt là lựa chọn tốt nhất cho chị. Tôi sẽ gửi tài liệu đến cho chị ngay vào chiều nay. Chào chị.
Alo. Tôi đây, cậu Kim hả? Dạ đúng rồi. Đi ăn sáng với bà ta, rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu mà anh lấy được gói đầu tư bằng cách đó, tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Đi vô phòng sao không gõ cửa? Tôi có gõ cửa nhưng mà tại cô không nghe. Chủ tịch, mới sáng ai chọc giận cô hả? Dạ đâu có. Trao đổi công việc với cô lúc này chắc không tiện. Lát nữa cô qua phòng tôi nha. Chủ tịch, anh có lấy được gói đầu tư từ bà Thoa không? Thái độ như vậy là sao? Được hay là không được? Nhiều quá dạ. Mỹ Ngọc giỏi mà, chắc chắn sẽ làm được thôi. Chắc chắn rồi. Rồi đó, bây giờ em giải hết mấy bài này đi. Em giải xong rồi chị sẽ vô chấm điểm. 10 điểm. Ráng lên nha. Dạ. Chị đi ra ngoài xíu rồi vô nha. Dạ. Cái này dễ ẹt. Mình ở trong nhà này bao nhiêu ngày rồi mà không tìm ra được manh mối gì hết. Chắc anh Khiêm sốt ruột lắm đây. Mình phải làm cách nào mới vô được hai căn phòng đó bây giờ? Mình thiệt là ngu quá mà. Sao mình không nghĩ ra được gì hết vậy ta? Ôi, ngu quá mà. Cô đang làm gì vậy? Ủa, mà sao anh về giờ này? Không được hả? Được chứ, tất nhiên là được rồi. Đây là nhà của anh muốn đi giờ nào đi, muốn về giờ nào về. Nhưng mà từ nay làm ơn đừng có hù dọa tôi như vậy. Có ngày tôi đứng tim, tôi chết là anh mang tội sát nhân đó. Nè, tôi làm cái gì mà hù dọa cô? Thì anh như là ma vậy đó. Đi tới thì phải có tiếng động chứ. Toàn là xuất hiện thình lình, làm người ta hết hồn hết vía không à. Người không làm điều gì xấu thì đêm ngủ không bao giờ bị giật mình. Cô không làm chuyện gì gian dối, sao lại hết hồn hết vía hả? Nè, tôi nhắc lại cho anh biết, những việc tôi làm trong cái nhà này đều là việc tốt. Việc tốt, anh nhớ cho rõ đó. Như cái kiểu giả ma giả quỷ như anh thì cục đá nó cũng hết hồn, chứ nói gì tôi. Sốt như vậy hoài chắc phải đi bệnh viện thôi. Ừ.
Em nghe nè chị hai. Tấn hay em. Chị gọi em có chuyện gì không chị? Bé Tiền nó sốt quá à. Chắc chị phải cho nó đi bệnh viện quá. Vậy hả? Chị chờ em một chút, em về liền. Ủa, dì Tư bưng nước đi đâu vậy? Để không bưng giùm cho. Tôi bưng nước cho Đăng Duy. Dì Tư, chân dì Tư đau như vậy, để con mang cho. Khỏi, Đăng Duy không có muốn ai lạ bước chân vô phòng nó hết đó. Đó, con nói anh ta là người ích kỷ vô tâm. Vậy mà dì Tư cứ bênh vực anh ta. Trong khi anh ta có nghĩ gì tới dì Tư đâu. Coi chừng cái miệng đó, Đăng Duy mà nghe được là chết đó. Em về rồi hả? Chị hai, cháu nó sao rồi chị? Bé Tiền nó sốt mấy ngày nay không có bớt. Chị lo quá à. Chị sợ nó xảy ra chuyện gì. Trời, sao nóng dữ vậy? Cháu nó nóng quá. Chị vô sắp xếp quần áo đi. Em đưa chị với cháu vô bệnh viện. Nhưng mà chị ngặt nổi em chị. Em có tiền mà, chị đừng có nghĩ tới chuyện đó. Chị vô sắp xếp quần áo cho cháu đi. Đăng Duy à. Vào đi. Đăng Duy, nghỉ tay uống miếng nước đi con. Cam dì Tư mới dắt nè. Con cảm ơn dì. Con cần gì nữa không để dì Tư mừng cho? Dạ không gì. Dì biết rồi. Dì Tư. Hả? Gì vậy con? Cái chân của dì lại đau nhức nữa hả? Người già mà con, trở trời rồi nó cứ kiếm chuyện này nọ vậy đó, con đừng có lo. Không được, dì Tư phải đi bệnh viện chứ. Thì dì cũng đi mấy lần rồi đó, nhưng mà nó cũng vậy à con. Mấy cái bệnh xương khớp này á, hả, trở trời là nó đau hà. Sao dì Tư không uống thuốc? Có chứ. Nhưng mà uống thuốc xương khớp này á thì nó lại có hại cho bao tử. Cho nên dì không có dám uống thường xuyên. Vậy đi lát nữa cô đi mua cái chậu ngâm chân với lại bình đu thuốc. Con nghe người ta nói bị đau khớp như vậy ngâm chân với đu thuốc là tốt lắm. Dì Tư biết rồi. Nhưng mà mấy cái đó để dì Tư tự đi mua được. Con cứ lo việc của con đi ha. Đừng có lo, dì Tư xuống nha. Dạ. Xin lỗi em, vì cái việc đột xuất anh không tới được. Em giờ này rồi mà còn chưa chịu tới nữa.
em biết là ai. Không cần biết là ai, em cứ ôm trước đã. Ôi trời đất ơi, sao hôm nay đi chơi với em mà mặc đồ đẹp vậy? Lại còn thơm nữa. Bộ có gì đặc biệt hả anh? Có khi nào anh định cầu hôn mình không? Ủa Thanh Vân, em sao vậy? Em có chuyện gì vậy? Anh muốn gì thì làm lẹ đi. Tối nay anh có cuộc hẹn quan trọng với đối tác, nhưng nhớ em quá cho nên anh tranh thủ tới đây gặp em. Rồi anh đi liền. Em đi về nghỉ ngơi sớm đi nghe. Anh phải đi liền bây giờ sao? Vậy mà làm em cứ tưởng. Tại mấy ngày nay mình không được gặp nhau á, không gọi điện thoại, không nhắn tin gì hết. Cô biết bao nhiêu điều em muốn nói với anh. Anh nán lại một chút xíu đi. Đây là thời điểm vô cùng quan trọng cho sự nghiệp của anh. Em thông cảm cho anh nghe. Tụi mình còn rất nhiều thời gian. Nhất định anh sẽ bù đắp cho em. Anh đi nha. Anh à, em xin lỗi anh. Cho tới nay em vẫn chưa làm gì để giúp anh được. Em khờ quá. Em đang làm rất tốt em biết chứ. Nhưng mà thôi, bây giờ anh sắp trễ giờ rồi. Chuyện đó mình nói sau nghe. Thôi anh đi à. Anh. Mới ra ngoài sao lại về rồi? Bị người yêu chui leo cây rồi hả? Anh không bao giờ quan tâm tới người khác mà, sao tự nhiên để ý tới tôi làm gì? Đồ thần kinh. Làm việc lớn thì không câu nệ những tình tiết nhỏ. Để chiến thắng trong canh bạc này, còn có thể hy sinh một số thứ. Ôi, dì Tư. Dì Tư ơi, dì Tư. Cái gì mà hớt hả hớt hải vậy con? Dì Tư coi nè. Coi cái gì? Con nè. Cái gì vậy? Con tìm thấy cái hộp này ở dưới nệm phòng của con đó. Trước kia phòng đó ai ở mà để quên cái này vậy hả gì? Ôi, cái này chắc là mắc tiền lắm á. Sao ai lại để quên được chứ? Dì nhớ rồi. Cái này là của mợ chủ đó. Hồi đó cậu chủ mua tặng cho mợ. Nhưng mợ có bao giờ mà đeo nữ trang đâu.
Chắc là mợ để đó rồi quên đó con. Trước kia cái phòng đó là của mợ chủ ngủ đó. Dạ. Mà mợ ấy không bao giờ quan tâm tới vật chất hết trơn á. Người như bác ấy thiệt là hiếm gặp. Con ngưỡng mộ bác ấy ghê luôn á dì. Dì Tư, vậy lát nữa dì Tư đưa cái này cho bác ấy giùm con, để mất công bác ấy đi tìm. Dì nhớ, để hồi dì đưa cho mợ chủ. Dạ. Để đây đi. Dì Tư, dì Tư để con xoa bóp cho, con biết làm á. Được rồi. Mỗi lần về nhà con hay thường xoa bóp cho mẹ con lắm. Dì Tư để con. Không cần để dì Tư làm được mà. Dì Tư bỏ chân ra đây. Đau ở dưới đây nè con. Dạ. Xin lỗi con, dì Tư đã nghĩ xấu cho con rồi. Em già rồi phải không anh? Không còn như hồi xưa nữa. Nhưng không sao, em có màng gì tới bản thân mình đâu. Miễn lo được cho con là em vui rồi. Vô đi. Dạ, mợ chủ. Mợ chủ cho tôi gửi lại mợ chủ. Sao? Chị đã hài lòng chưa? Dạ, là tôi đã nghi ngờ bậy bạ rồi. Tôi đã cố tình thử nhiều lần. Dạ, đây là lần thứ hai có giá trị lớn. Không phải người nghèo nào cũng tham lam đâu chị Tư. Dạ, tôi xin lỗi. Từ nay tôi sẽ cố gắng sửa đổi cái tính đa nghi của mình. Nghe chị nói vậy tôi cũng mừng. Dạ. Chị Tư à, trong nhà không ai nghi kỵ ai thì cuộc sống mới nhẹ nhàng thoải mái, phải không chị? Dạ, mợ chủ nói phải. Ờ. Dạ. Đăng Duy có phiền lòng gì về con bé Thanh Vân không? À, dạ không. Đăng Duy không có nói gì hết. Nhưng mà tôi chắc là nó hài lòng lắm. À, bởi vì từ bữa có Thanh Vân tới nay, Mỹ Ngọc vui vẻ hẳn lên à. Ờ, cũng may. Dạ. Bé Tiền à, mẹ nấu cháo thịt bằm ngon lắm nè. Con ăn đi cho đổ mồ hôi rồi bớt bệnh nghe con. Dạ. Ngoan nha, ngồi xuống đây ăn nè. Sao mẹ nấu cháo thịt bằm sao không có thịt bằm trong đó vậy? Ờ, có chứ, mà tại mẹ để hơi ít cho nên con nhìn không thấy đó thôi. Nè, ăn đi con. Ngon không? Ừ. Chị ơi, chị cầm tiền này mua thêm sữa với mua đồ ăn bổ bổ cho cháu. Tiền viện phí thuốc men hai hôm nay của mẹ con chị em đã lo hết rồi. Bây giờ còn cho chị tiền, chị không có dám nhận đâu. Chị hai cầm đi, cháu của em à, em lo cho cháu không được sao? Chị thấy có lỗi với em quá Tấn à. Ba đầu yếu, một mình em lo toan gánh vác, chị cũng không giúp được gì hết. Mà bây giờ còn bám vô em nữa. Chị đừng có nói như vậy. Mình là chị em với nhau, chị đừng có sáo vậy nữa được không?
Bây giờ phải lo cho cháu nè. Hồi nãy Tiền hứa với cậu sao nè, phải ăn thiệt ngoan có đúng không con? Dạ. Ăn nè con. Giỏi quá. Nè. Đâu rồi, đâu rồi? Em phải nhảy lên. Nhảy lên. Vậy phải không chị? Đúng rồi. Nhảy nè. Nhảy nè. Hay quá, hay quá. Rồi chuẩn chị bị nha. Chị đẹp thua em. Rồi giao đi nè. Mạnh lên. Mạnh lên. Mạnh lên. Cô có bị sao không vậy? Trời ơi, nắng như vậy mà kéo Minh Ngọc ra đây đánh cầu là sao? Anh hai ơi, em xin lỗi anh hai nha. Em không có cố ý đâu. Tại trái cầu á. Anh hai không sao đâu. Anh hai đau lắm không? Anh hai không có đau. Mà em biết chơi môn này từ khi nào vậy? Chị đẹp á. Chị đẹp chỉ em hôm qua giờ á. Mà em toàn đi lụm cầu không à. Anh hai, hay là anh hai chơi giùm em đi. Thắng là chị đẹp gỡ giùm em chứ. Chị đẹp chơi hay lắm luôn á. Anh hai, nha anh hai, gỡ cho em đi nha nha. Thôi được rồi, để anh hai phụ em. Chị đẹp, chị đẹp, chị đẹp chơi với anh hai em đi. Mà em nói cho chị nghe một bí mật nha. Anh hai em á, chơi cầu lông hay lắm. Chị lượm cầu là cái chắc. Chưa chắc. Dạ. Thấp anh luôn. Tất đó cả cố lên. Anh hai chiến thắng, chị đẹp chiến thắng. Chị đẹp lượm cầu đi. Sao mà chậm chậm quá vậy? Anh nhẹ ta thôi chứ. Chị đẹp thắng rồi. Anh hai quê sệ. Trời nắng quá. Chị đẹp lượm cầu đi. Hay quá, hay quá. Hụt rồi nha. Tôi thắng đó. Trời ơi, làm gì đánh mạnh như vậy? Anh hai thua rồi. Lê lê. Mệt quá à. Không lượm nữa đâu. Hay quá, hay quá. Anh hai thua rồi. Lê lê. Chị đẹp cố lên. Anh hai cố lên. Nè, đến tôi rồi nha. Gì vậy? Bà, bà, bà bị cái gì vậy? Tự nhiên la ôm sòm hết hồn vậy? Bà thấy cái gì? Tôi không nhớ thấy gì nữa. Được rồi, để tôi rót cho bà ly nước. Chuyện qua lâu rồi mà, sao tự nhiên lại chiêm bao? Không có gì, bình tĩnh. Không có gì hết. Nè, bà uống chút nước đi cho tỉnh táo. Cảm ơn ông. Tôi nói với bà rồi, lớn tuổi làm gì thì làm, đừng có cố làm quá sức. Cả ngày hôm nay bà làm việc vất vả quá, tối mới sinh ra mộng mị vậy đó. Chắc là vậy. Con quê nó đi lấy chồng, nhà bây giờ chỉ có hai vợ chồng già, ăn uống chi phí có bao nhiêu đâu. Không cần phải tham công tiếc việc như vậy. Kể từ ngày mai á, bà ở nhà lo việc trong nhà trong cửa đi. Còn việc ở ngoài nương rẫy cứ để cho tôi nha. Tôi còn có sức khỏe, ông cũng phải để cho tôi phụ ông một tay chứ. Đây rồi tới lúc con quê nó sanh con đẻ cái, mình là ông bà cũng phải có chút gì để lo cho cháu ngoại nữa.
còn lo cho con gái nữa ông. Mình còn mấy cái vàng đó, hồi đó ông bà chủ cho để vợ chồng mình dưỡng già, bà quên rồi sao? Ông bà chủ, ông đã không còn là tài xế của họ mười mấy hai chục năm nay rồi, mà hễ mở miệng ra ông bà chủ, bực mình à. Bà này sao lạ vậy? Tôi nói như vậy đó mà tự nhiên nổi quạo với tôi à? Dễ lắm rồi, mình làm qua cái kia đi. Hai. Giỡn hoài, bây giờ chị sẽ dạy em toán nhân nha. Dạ. Một nhân một bằng một. Sao biết hay vậy? Anh hai dạy em đó. Nhưng mà chị đừng có hỏi thêm, em biết có một cái này thôi à. Ngọc ơi, bây giờ chị sẽ tới giờ uống thuốc rồi con. Con uống thuốc giỏi cho mẹ coi nha. Dạ. Đây, nè con. Nước của em nè. Dạ, cảm ơn mẹ. Cảm ơn chị. Giỏi quá. À, uống không rồi, Ngọc giỏi quá. Ừ. Bác ơi, bác để thuốc cho con cất cho. Tới đúng giờ con sẽ cho Mỹ Ngọc uống. Con không có quên đâu, bác yên tâm. Chuyện này bác làm mười mấy năm rồi, con cứ để cho bác. Bác sợ con quên cho em uống thuốc hả? Nhiệm vụ của con là chăm sóc cho Mỹ Ngọc mà. Con sẽ không quên đâu bác. Không, không phải là bác không tin tưởng con. Chỉ là bác cũng muốn làm gì đó cho Mỹ Ngọc. Chứ mọi chuyện giao hết cho con, bác sợ Mỹ Ngọc buồn và tưởng là bác không thương, không lo cho nó nữa. Thôi, con cứ để chuyện này cho bác nha. Dạ, con ngưỡng mộ bác ghê vậy đó. Thôi, hai chị em coi ngủ sớm nha. Dạ. Ừ. Mẹ về phòng nha. Dạ mẹ. Con gái ngủ ngoan nha. Chúc mẹ ngủ ngon. Giỏi quá. Hai chị em ngủ ngon dạ. Nha. Bác cũng ngủ ngon. Ừ. Chị đẹp ơi, chị đẹp ơi. Sao em? Hả? À, ha. Tới giờ đi nghe kể chuyện rồi. Đắp mền lại. Chị đẹp nằm đây, em nằm đây. Cái gối ôm thì em ôm. Rồi bây giờ em muốn nghe câu chuyện cổ tích nào về những cô công chúa này? Em muốn nghe nàng tiên cá. Nàng tiên cá Ariel đúng không? Dạ. Rồi nằm xuống đi, chị sẽ kể cho em nghe. Để cái gối ở đây nha, em muốn nằm kế sát chị. Đồng á. Ý luôn. Ngày xưa, trong một vương quốc nọ dưới lòng đại dương, có một cô công chúa nhỏ tên là Ariel. Người ta muốn giết con, cho con ăn đồ nóng. Sao vậy Tâm? Dạ, cô mang thức ăn lên cho em, thức ăn nóng. Hay quá, hay quá. Mời chị uống nước. Để đó đi. Chị đẹp. Ừ? Qua đây. Qua đây ngồi coi với em nè. Hoạt hình hay lắm á. À ha. Ủa, cái này mình coi rồi mà. Nhưng em muốn coi lại. Coi tới thuộc luôn á. Em thích cái này nhất luôn á. Ừ. Cái này hay mà. Hay mà. Mỹ Ngọc. Em đừng có coi phim nữa. Qua đây ngồi chơi với chị nè. Không. Coi phim vui ha. Nhưng mà con nít coi phim nhiều quá không có tốt đâu em. Thanh Dân, cô chăm sóc Mỹ Ngọc, sao không nhắc nhở Mỹ Ngọc chuyện này hả? Em không phải con nít, em là thiếu nữ đó. Em 20 tuổi rồi, chị biết chưa? Chị quên, chị xin lỗi em.
Nhưng mà cho dù 20 tuổi cũng không nên suốt ngày dán mắt vô tivi như vậy. Chị yên tâm đi, giờ giấc của Mỹ Ngọc anh đang duy trì kỹ lắm. Giờ nào học hành, giờ nào ăn cơm, giờ nào chơi, giờ nào coi phim là ảnh quyết định hết rồi, không có phải tùy hứng đâu. Tôi biết là anh Đăng Duy luôn muốn tốt cho em gái của mình, nhưng mà ảnh đâu có thời gian để theo sát đâu. Biết đâu người chăm sóc là cô, lại để cho Mỹ Ngọc chơi bời xem phim vô tội vạ. Mỹ Ngọc thì có biết gì đâu chứ. Chị nói em không biết gì? Là chị nói em bị điên á hả? Kìa, Mỹ Ngọc. Không, không đời nào chị nói vậy đâu. Mỹ Ngọc nè, em đừng có hiểu lầm ý của chị. Chị muốn nói là em ngây thơ, em hồn nhiên, em không có biết hết được những tác hại mà cái việc mà mình coi tivi á. Anh, em nói rồi, em lớn rồi, cái gì em cũng biết hết trơn á. Em lên phòng đây, không có chơi với chị nữa đâu. Kìa, Mỹ Ngọc. Mỹ Ngọc. Hồi trước Mỹ Ngọc rất là ngoan, rất dễ thương. Sao từ ngày cô chăm sóc nó lại trở nên như vậy chứ? Mỹ Ngọc vẫn rất ngoan, rất dễ thương mà. Cô dám trả treo với tôi hả? Tôi chỉ nói lên nhận xét của mình thôi, chứ có trả treo gì đâu. Ủa, mà sao chị lại dùng từ dám? Tôi đâu có bổn phận phải sợ chị, phải kiêng dè chị. Cô... Xin lỗi, tôi lên phòng chơi với Mỹ Ngọc đây. Chị ở lại đây đi, thích thì coi tivi. Tôi thấy mấy cái phim này chắc chị coi nát rồi đó. Hèn chi cái giọng nói của chị y chang như là kể chuyện cổ tích vậy đó. Cô nói cái gì vậy hả? Nè, đứng lại. Đồ khốn. Cô dựa vô cái gì mà dám lên mặt với tôi hả?